một con súp bát 25. Con súp bát 25 này là con súp DB. Rồi vừa con này từ kép bác nhé. Con này từ kép, có nhiều bác thì nói là từ kép tại sao? Có nghĩa là hai đường côn. Ở bên trong này nó có hai dâu bên này này. Có nghĩa là con này là bên sâu trong cổ từ của nó là có hai đường tín hiệu vào. Bên này hai hai đường và bên này hai đường vào. Vậy là trong này là côn kép. Côn kép. Con này bát 25. Cái hôm nay cái em làm cho các bác lạ đây, bát 25 bác nhé. Cái hôm nay em làm cho bác lạ là em Tuấn đánh trên con gì nhỉ? Con âm ly mini 299 ngàn. Em đánh nguyên cầu súp nhé. Con này có cầu súp hơi mà. Con này nó có riêng một cầu súp hơi này. Còn hai này cầu loa em chưa nói. Con này có thể bắt Bluetooth này, cổng AUX này. Đấy. Điện chạy từ 12V đến 24V. Con này em phải nói luôn là một tháng phải bán hết cả trăm con. Nó quá rẻ. Nó chất lượng mà rẻ. Em tôi đang để nước thôi để giảm bớt đi 1 giờ nhé, 1 giờ đã test súp cho bác nhé, em phát không dây vào đây cho bác đấy, được chưa? Để luôn cho bác con súp này này, để cho bác con súp này là 1.699.000. Bác nào lấy cả âm ly cả súp nữa thì em để cho một 1.900.000 nhé, cả âm ly cả súp lấy 1.900.000. Chưa? Test cho bác nghe xem luôn này. Mời các bác nghe. Phê chưa? Bát nó đánh ấm lắm ạ. Em tăng nhé. Bây giờ mới để lúc 1 giờ này. Còn chưa tăng cái cửa đánh nổi đâu. Tăng cửa nổi này mày mạnh nữa này. Cửa này này. Em vặn lên quá thì nó rè mic ấy. Này. Cho vặn nhá, nhỏ đi, đánh êm này. Ấy rung nhà chưa? Căn phòng rộng này. Đây các bác muốn đánh nhá. Bác ba muốn đánh bát nó mềm nhũn êm ấy, bác cắt hết cái dải này cho em, cắt bớt đi, nó xuống này đi đấy, cắt cái dải này đi xuống thì nó êm đấy, nó êm nó sâu, nó phì 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 luôn đấy. Nào, một con bát 25 côn côn kép nhá, côn kép mà có động ly này nó phang thì bác biết rồi gì, nên con này rất nhiều bác lấy về để độ chế trên xe ô tô, xe con, xe khách hoặc là phòng nghe nhạc, hoặc là căn phòng của mình nghe nhạc mình muốn giấu kín đấy, muốn cất kín đi, cất kín âm ly đi, còn mình chỉ để loa ở ngoài, hoặc là đấu loa âm trần, đấu kích, hoặc là loa công cộng, loa đi các phòng nghỉ, phòng chơi, phòng chơi game, phòng chơi bia, rồi là vân vân các loại phòng giải trí để nghe nhẹ nhàng du dương thì chỉ cần lắp con này, thỉnh thoảng lắp nối tiếp với nhau rất là hay, ok chưa? Có thấy phim ok chưa? Đây con này là con súp hơi bác nhá, con súp hơi này là chỉ có cái bát này và cái thùng này thôi. Đây con này nó đánh súp hơi luôn, bác thấy phê chưa? Súp hơi cướp đường dây đây, em câu thẳng đường dây vào đây luôn, súp hơi. Để cho bác con súp hơi này là 1.699.000, 1.699.000. Con âm ly này là 299 gọi là 300.000. Nếu mà tính ra là con này 1.699 gọi là 1.700.000 đi, con này 300 nữa là 2 triệu tròn. Bác nào lấy tất cả bộ em lấy 1.800.000. Thế là xong.